Netizen quốc tế xúc động khi xem video về cuộc sống ở nông thôn Việt Nam, đó là mơ ước của chúng tôi. Chào mừng các bạn đã trở lại với Việt Nam Prosperity. Các bạn thân mến, cuộc sống xa hoa nơi thành thị luôn là ước mơ của rất nhiều người hiện nay, đặc biệt là giấc mơ Mỹ luôn là niềm khao khát của nhiều người. Tuy nhiên, cuộc sống nhẹ nhàng, thanh bình nơi làng quê mới là thứ người ta ao ước nhất. Minh chứng là mới đây, một anh chàng vlogger người Mỹ gốc Việt trong một lần được về quê ngoại ăn Tết đã chia sẻ một video về cuộc sống thôn quê, nơi ông bà ngoại của anh ấy sinh sống, khiến cho rất nhiều netizen quốc tế phải xúc động và ao ước được tới đó một lần. Họ nhìn thấy sự bình yên, mộc mạc nơi làng quê Việt Nam và mong ước có một cuộc sống như vậy. Các bạn có tò mò vlogger này đã chia sẻ những gì mà khiến cho netizen quốc tế có nhiều cảm xúc như vậy không? Chúng ta hãy cùng nhau khám phá trong video ngày hôm nay nhé! Các bạn thân mến, đây là Benji, là vlogger mà mình nhắc đến ở phần đầu video. Anh chàng là một người yêu thích cây cảnh và thiên nhiên. Benji thường chia sẻ những video về các loại cây cảnh độc đáo, những dự án trồng cây sáng tạo, những cập nhật về ngôi nhà của anh ấy và những chuyến du lịch đến các nơi có nhiều cây xanh. Trong video được chia sẻ trên YouTube với tiêu đề Cuộc sống ở quê ngoại của ông bà tôi, Benji đã chia sẻ như sau. Tôi tên là Benji, là một chàng trai Mỹ gốc Việt. Hiện tại tôi đang ở quê ngoại của mình ở Việt Nam. Tôi chỉ còn ở đây tầm 2 đến 3 ngày nữa thôi. Và trong thời gian còn lại này, tôi sẽ ở nhà ông bà ngoại của mình. Hôm nay tôi sẽ cho các bạn thấy một số khía cạnh khác của gia đình tôi. Lần nào về quê, tôi cũng biết rằng có những điều dịu dàng và giản dị luôn chờ đón tôi ở quê nhà. Mọi thứ dường như có thể thay đổi. Những miền ký ức ấy vẫn còn đó và là mạch nguồn khó quên trong suốt cuộc đời tôi từ thuở bé. Quê của ông bà tôi ở một vùng nông thôn vô cùng yên bình và xinh đẹp. Mọi thứ ở đây đều rất bình yên và nhẹ nhàng. Khu vườn của ông bà tôi trồng rất nhiều cây xanh và hoa. Những ngày ở quê ngoại, tôi đã được trải qua rất nhiều điều mà bấy lâu nay tôi chưa hề có được. Không bon chen với thế giới ngoài kia, tôi có cho bản thân mình những điều bình yên và giản dị nhất. Mọi người trong nhà quây quần bên nhau cùng nấu ăn, khung cảnh này với tôi hạnh phúc vô cùng. Chiều, tôi cùng lũ trẻ trong xóm đi thả diều để tận hưởng bầu không khí trong lành ở quê. Tôi yêu làng quê ngoại, bởi ở đây con người và cảnh vật thật chất phác, giản dị và mộc mạc. Tôi may mắn hơn nhiều người khác là có cơ hội đi du học, đi du lịch ở nhiều nơi trên thế giới. Nhưng cuối cùng, chỉ có một nơi luôn đem lại cảm xúc cho tôi mỗi khi nghĩ đến, đó là quê ngoại, bình yên, dân dã và giàu kỷ niệm. Cuộc sống ở đây thực sự tuyệt vời lắm các bạn ạ, nó khiến tôi không nỡ rời xa nơi này một chút nào. Đó là những chia sẻ của Benji trong video của mình. Sau khi đăng tải, video đã thu hút một lượng lớn khán giả với 200.000 lượt xem và vô vàn bình luận từ netizen quốc tế. Chúng ta hãy cùng xem phản ứng của netizen quốc tế ra sao nhé. Xem đoạn kết của video này khiến tôi thực sự xúc động. Có điều gì đó rất thiêng liêng về đất nước mà gia đình bạn xuất thân. Con người Việt Nam thật giản dị và chân thành. Mọi người đều hòa thuận và ấm áp. Đúng là một cuộc sống mà tôi mơ ước. Cuộc sống nông thôn đơn giản, đẹp đẽ, ăn những gì đang phát triển xung quanh thật bổ ích. Thật điên rồ khi nghĩ rằng tất cả những gì đất nước này đã trải qua trong quá khứ và cách họ cố gắng hàn gắn và phát triển trở lại. Tôi nhớ không nhầm thì họ đang là một trong những nước có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới. Thật khâm phục những con người này. Video này làm tôi nhớ Việt Nam khi tôi sống ở Việt Nam và tôi thực sự đã khóc trong những giây phút cuối cùng đó. Tiếc là bạn không nói được tiếng Việt nhưng không hiểu sao bạn lại hiểu được những gì người Việt nói về mình. Bố mẹ bạn và gia đình Việt Nam của bạn thật dễ thương. Cuộc sống ở Việt Nam đúng là niềm mơ ước của rất nhiều người Mỹ. Cảm ơn đã chiếu một phần cuộc sống địa phương ở Việt Nam gần giống với cuộc sống nông thôn ở Philippines, nhưng có vẻ như người Việt Nam thích cùng nhau làm việc, điều đó thật tốt. Nó giống như một liều thuốc hàn gắn mối quan hệ trong gia đình thêm gắn bó hơn. Có lẽ đây là điều khác biệt duy nhất với chúng tôi. Tôi thực sự yêu bạn và gia đình bạn. Vẻ đẹp tâm hồn của người Việt thật tuyệt vời. Lòng tốt và sự tôn trọng lẫn nhau, cũng như niềm tin mà họ truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác thật truyền cảm hứng và nó thực sự tuyệt vời ở đó. Cảm ơn bạn đã đưa chúng tôi đi trong chuyến đi này, rất nhiều điều mà tôi chưa từng thấy trong đời, thế nào là tử tế. Giờ thì tôi biết vì sao Pháp và Mỹ hùng mạnh lại thất bại trước một Việt Nam nhỏ bé. Nhìn cuộc sống và sự đoàn kết yêu thương nhau của họ đủ để thấy được họ dũng cảm và quyết tâm đến đâu trong kháng chiến. Hãy nhìn cách họ từng bước tạo ảnh hưởng trên nền kinh tế thế giới để thấy họ giỏi như thế nào, đúng là một đất nước điên rồ. Cảm ơn các bạn đã chia sẻ cuộc sống của gia đình tươi đẹp của mình. Tôi đã đến thăm Việt Nam với tư cách là khách du lịch, nhưng video của bạn cho phép nhìn thoáng qua cuộc sống hàng ngày, tràn ngập tình yêu thương và lòng nhân ái dành cho nhau. Tôi yêu nó và những con diều, niềm vui nhẹ nhàng như vậy, lời chúc mừng từ New Zealand. Rất nhiều cảm giác gia đình tốt đẹp, tôi có thể khóc ngay bây giờ. Tôi thực sự phải làm điều gì đó với cuộc đời mình, ra ngoài đó và tìm một nơi ấm cúng với những người bạn tốt. Bố của bạn trông rất giống mẹ.
Cảm ơn Benji đã chia sẻ tác phẩm tuyệt đẹp này với chúng tôi. Tôi chắc chắn rằng việc rời đi như thế này đòi hỏi phải làm việc chăm chỉ, cam kết và kỷ luật. Tuy nhiên tôi nghĩ con người phải sống như thế này để hòa hợp với thiên nhiên, thức ăn rất nhiều rau xanh, hải sản, vân vân. Mọi người không vội vã nhưng cũng không ngồi một chỗ. Ông bà vẫn còn hoạt động. Dì của bạn đang đội một chiếc mũ ngộ nghĩnh thú vị, yêu thích video đó. Tiến bộ không có nghĩa là hủy hoại thiên nhiên, mà thật không may điều đó lại đang xảy ra thường xuyên ở Đức. Video của bạn là Benji tốt nhất. Việt Nam là một đất nước xinh đẹp với những con người hiền hòa và tốt bụng, nhất là những người ở các làng quê. Tôi đã có dịp đến đó và tôi thực sự rung động bởi tình cảm họ dành cho chúng tôi. Họ luôn giúp đỡ và mời chúng tôi những thứ ngon nhất. Tôi yêu Việt Nam. Thực sự đã khóc hết nước mắt. Hôm nay tôi mới bắt đầu xem video của bạn và các vlog dài tập bằng tiếng Việt của bạn là lý do khiến tôi đăng ký ngay lập tức. Tính xác thực và tình yêu của bạn dành cho gia đình, bạn bè, đối tác của mình và những em bé có lông và thực vật là rất quý giá. Cảm ơn bạn đã chia sẻ đất nước xinh đẹp và những khoảnh khắc với gia đình tuyệt vời của bạn. Benji, tôi muốn đi cùng bạn trong chuyến thăm tiếp theo của bạn. Thật là một ngôi nhà đẹp, tôi sẽ rất tự hào nếu gọi đây là nhà của mình. Cha tôi đã ở đó vài năm, từ năm 1967 đến 1970. Ông ấy đã chiến đấu ở đó để chống lại những người yêu nước. Khi trở về, ông ấy đã nói, bố thật ngu ngốc khi tin vào những điều dối trá để phục vụ cho những kẻ cướp nước. Và tôi muốn được tới đó để xin lỗi họ, những người Việt Nam tuyệt vời. Đọc những dòng bình luận của khán giả quốc tế mới thấy, trong cuộc sống bộn bề lo toan, người ta luôn có xu hướng muốn tìm về những nơi bình yên, thoải mái, tràn chứa niềm yêu thương và tiếng cười. Bởi vì giữa cuộc sống bộn bề lo toan, những khoảnh khắc yên bình và tiếng cười chân thành là những thứ quý giá mà chúng ta ngày càng thiếu đi và mong muốn tìm lại. Trong xã hội ngày nay, cuộc sống dường như không bao giờ ngừng lại. Mọi người đều bận rộn với công việc, học tập và các cam kết xã hội khác. Áp lực từ công việc, gia đình và cuộc sống hàng ngày thường xuyên khiến cho chúng ta cảm thấy mệt mỏi và căng thẳng. Trong bối cảnh này, việc tìm kiếm những khoảnh khắc yên bình và tiếng cười trở nên vô cùng quan trọng. Một trong những nơi mà chúng ta thường tìm kiếm bình yên đó là nông thôn. Nơi đây với những cánh đồng xanh mướt, dòng sông êm đềm và không khí trong lành luôn là điểm đến lý tưởng cho những ai đang tìm kiếm cuộc sống yên bình, thoải mái và đầy ấm áp. Ở nơi này không chỉ có cảnh đẹp tự nhiên mà còn tồn tại một tinh thần gắn kết và yêu thương mạnh mẽ giữa cộng đồng cùng với những tiếng cười tràn chứa hạnh phúc. Cuộc sống ở nông thôn luôn mang lại cho con người một cảm giác bình yên và thoải mái, khó có thể tìm thấy ở nơi khác. Thời gian trôi qua chậm rãi, không có áp lực từ cuộc sống thành thị. Người dân ở nông thôn thường sống đơn giản, gần gũi với thiên nhiên và chất phác trong cách giao tiếp. Mỗi ngày bắt đầu và kết thúc với những cảnh quan lúa chín và hoàng hôn rực rỡ tạo nên một không gian yên bình và thư thái. Tuy nhiên, bình yên ở nông thôn không chỉ đơn thuần là về mặt vật lý mà còn là sự hòa bình và một cộng đồng vững mạnh và gắn kết. Gia đình là trung tâm của mỗi người dân và tinh thần được nuôi dưỡng mỗi ngày qua những buổi ăn cơm gia đình và các hoạt động vui chơi. Bên cạnh đó, sự đoàn kết trong cộng đồng là nguồn động viên lớn khi mọi người luôn sẵn sàng giúp đỡ và chia sẻ. Vâng, đó cũng là những thông điệp mà chúng tôi mang đến cho các bạn trong video ngày hôm nay. Video ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Bạn có suy nghĩ gì về video này? Hãy để lại ở phía dưới phần bình luận để mọi người cùng thảo luận nhé. Hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách like, share và subscribe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.